Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin cho công an thẩm tra hàng trăm nhân sự các cấp, Nguyễn Phú Trọng muốn gì. Còn khoảng 3 tháng nữa là đến đại hội 13, ông chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho vây bắt, xem xét xử lý rất nhiều nhân vật vốn là lãnh đạo cấp cao trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một tín hiệu rất bất bình thường mà nó không giống với bất kỳ tiền đại hội nào chưa cả. Không khí thanh trừng giáo giết làm cho mọi người nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang hết sức cố gắng để vơ vét mẻ lưới cuối cùng trước khi về nghỉ hưu. Theo Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng của Bộ Công an Việt Nam cho biết thì hiện nay Bộ Công an đang chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, lực lượng bảo vệ chính trị nội bộ thẩm tra xác minh hàng trăm nhân sự để điều động bổ sung lãnh đạo chủ chốt ở các ban, bộ, ngành. Việc công an thẩm tra lý lịch, thành tích và kể cả những sai phạm nếu có thể nói rằng Bộ Công an làm không biết bao nhiêu người phải run sợ. Và việc điều tra, xử lý những tham quan đã bị lộ như ông Tất Thành Cang, Nguyễn Đức Trung vân vân. Còn thẩm tra là công an làm việc với các bộ hồ sơ cá nhân của những quan chức chưa bị lộ, những người mà đường công danh đang rất rạng ngời. Những người này nếu chẳng may mà bị phát hiện sai phạm thì xem như sự nghiệp chính trị của họ tan tành. Đây là bài báo cho biết ông Tô Ân Sô sẽ cho kiểm tra hàng loạt cán bộ quan chức cấp cao. Và năm 2020 là một năm bước đệm cho đại hội lần thứ 13 sẽ diễn ra vào đầu năm 2021. Vì vậy, công tác đánh đối thủ, lọc nhân sự diễn ra một cách ác liệt. Theo ông Tô Ân Sô, đối với đại hội đảng các cấp diễn ra dày đặc trong suốt năm 2020, ngành công an được ông Nguyễn Phú Trọng giao trách nhiệm phải trực tiếp rà soát, thẩm tra, xác minh hàng trăm nhân sự để điều động bổ sung trách nhiệm lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành và bộ. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu một lực lượng công an hùng hậu vào cuộc. Vì vấn đề kiểm tra và thanh lọc rất quan trọng, nên ông Nguyễn Phú Trọng đã cho huy động đến hàng trăm ngàn công an bùa khắp các nơi, tỉnh thành để làm các nhiệm vụ, trong đó thực hiện công việc cách ly COVID-19 và tiếp tục công tác công việc soi tất cả những gương mặt ứng cử vào Trung ương. 100.000 công an là lực lượng hết sức đông đảo. Ông Tô Ân Sô cũng nói với một tờ báo chính thống trong nước rằng với tinh thần chống dịch như chống giặc cùng với các ban, ngành, đoàn thể, ngay từ khi dịch bệnh xuất hiện, lực lượng công an cả nước đã huy động 100.000 lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức và rà soát từng bộ hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để làm tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, công an các đơn vị địa phương kịp thời phát hiện, xác minh, điều tra làm rõ và báo về Trung ương. Trong Bộ Công an có một lực lượng được thiết lập với tên gọi là lực lượng bảo vệ chính trị nội bộ. Họ tiến hành rà soát, thẩm tra, xác minh các tiêu chuẩn chính trị, các vấn đề liên quan đến các vụ án, vụ việc đảm bảo kỹ lưỡng, thận trọng, an toàn, chính xác hàng trăm nhân sự. Không biết việc này có dẫn tới việc phát hiện những sai phạm nghiêm trọng hay không, nhưng chắc chắn rằng nếu sau khi thẩm tra mà hồ sơ nào cũng tốt đẹp thì quả là việc rà soát này đã có vấn đề. Và thực tế thì trước đây qua các kỳ đại hội đảng lần trước đã diễn ra như vậy. Sau khi các ủy viên Bộ Chính trị được đề xuất và sau họ cũng phải dính vào những vụ án rất lớn đến phải đi tù. Đây là hình ảnh ông Thiếu tướng Tô Ân Sô. Ông Tô Ân Sô nói rằng vào năm 2020 cũng là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp. Tổng Bí thư xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhưng ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành chỉ thị, kế hoạch, chỉ đạo toàn lực lượng công an tập trung lực lượng phương tiện để thực hiện, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, chống phá đại hội, nắm rõ tình hình quy hoạch cán bộ cấp ủy, phục vụ rà soát nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Có thể nói đây là một việc làm bất thường của ông Nguyễn Phú Trọng. Có lẽ ông muốn moi thêm sai phạm của các quan chức thông qua việc rà soát thẩm tra này. Thế nhưng liệu rằng có thành công hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Và câu hỏi được đặt ra là liệu việc thẩm tra nội bộ này đi đến đâu? Lực lượng công an đông đúc như thế có thể giải khắp mọi nơi, nhưng tính hiệu quả của nó mới là quan trọng. Và liệu Bộ Công an đứng đầu là ông Tô Lâm chỉ đạo một lực lượng cho đến 100.000 người có thể xuể hay không? Có kiểm soát chặt chẽ để 100.000 con người này làm việc nghiêm túc hay không? Điều này là hết sức khó khăn. Hay là ông Trọng làm việc này tốn kém tiền ngân sách, rồi cuối cùng cũng chỉ để vỗ béo những cán bộ tham nhũng và tiếp tục lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm những việc sau đại hội 13. Ai cũng biết
ngành công an là ngành tham nhũng rất mạnh ở thể chế này. Khi những cán bộ công an đi xuống địa phương rà soát hồ sơ từng người thì thế nào cũng xảy ra hiện tượng hối lộ, và đó cũng là cơ hội để tạo điều kiện cho ngành công an kiếm trác ngay trước đại hội 13. Có thể nói với những quan chức cộng sản, ai cũng chất chứa đầy rẫy những sai phạm, không ai là trong sạch cả, mà ngay cả ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như vậy. Mà nếu tham nhũng hối lộ xảy ra trên diện rộng thì tính hiệu quả của việc rà soát này không có. Các quan chức được cơ cấu vào cấp tỉnh hoặc cấp trung ương, họ không hề thiếu tiền. Họ có thể bỏ ra nhiều tiền để làm đẹp hồ sơ là trong tầm tay của họ. Nếu sau đợt thẩm tra mà không phát hiện được gì thì có thể khẳng định tham nhũng trong ngành công an xảy ra trên diện hết sức rộng. Trả lời báo chí, ông Tô Ân Sô cho biết Bộ Công an cũng đang chỉ đạo phối hợp với các lực lượng bảo vệ chính trị nội bộ rà soát, thẩm tra, xác minh các tiêu chuẩn chính trị, các vấn đề liên quan đến các vụ án, vụ việc, đảm bảo kỹ lưỡng, thận trọng, an toàn, chính xác hàng trăm nhân sự phục vụ công tác quy hoạch, điều động và bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt của các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương, phục vụ cho nhân sự các cấp, từ cấp cơ sở cho đến trung ương của Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo đúng chức năng của ngành công an. Đây là hình ảnh liệu ông Nguyễn Phú Trọng có phát hiện sai phạm nào mới hay không? Thật sự ông Nguyễn Phú Trọng làm khá mạnh tay đợt này, ông có ý định moi ra những điều mà ông chưa đưa ra được lần tới hoặc chưa bị lộ, cho nên một lực lượng công an hùng hậu đã vào cuộc tìm mọi cách bắt sạch những con lươn con trạch luồn sâu leo cao như ông nói, nhưng có vẻ như việc gạt lọc nhân sự của ông theo cách này không khả quan cho lắm. Và vì sao ông Nguyễn Phú Trọng không phá những vụ án lớn mà tập trung vào công việc thẩm tra hồ sơ đến như vậy? Vụ án lớn nhất gần đây gây xôn xao dư luận nhiều nhất chính là vụ án bắt Tất Thành Cang. Đây là vụ án rất lớn, người ta hy vọng rằng từ việc bắt Tất Thành Cang, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khui ra nhân vật lớn hơn nữa. Vụ án lớn nhất gần đây gây xôn xao dư luận nhiều nhất chính là vụ án bắt Tất Thành Cang. Đây là vụ án rất lớn, người ta kỳ vọng rằng từ việc bắt Tất Thành Cang, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khui ra những nhân vật lớn hơn. Mà nhân vật người dân chờ đợi ông ta phải bị bắt đó chính là Lê Thanh Hải. Người dân mong đợi đến mức vào ngày 19 tháng 12 năm 2020, trên mạng xã hội có tin đồn bắt Lê Thanh Hải, nhưng cuối cùng đó không phải là sự thật. Điều đó thể hiện mong ước của người dân về một kịch bản trừng phạt nặng ông quan tham này. Nhắc đến ông Cang, không thể không nói đến vai trò của đương sự trong vụ chiếm đất Thủ Thiêm. Một người dân ở Thủ Thiêm, ông Nguyễn Văn Lung, khi nhắc đến sứ mạng của ông Cang khi được đưa về làm bí thư kiêm chủ tịch quận 2 từ năm 2009 đến năm 2012 đã nói rằng Tất Thành Cang được đưa về để thực hiện những sai phạm do thành phố chủ trương gọi là sát thủ. Bà con chúng tôi gọi là đưa Tất Thành Cang về để đóng vai trò là bàn tay sắt, nghĩa là ai không chịu di rời thì bị cưỡng chế. Thời kỳ đó rất là nóng, cưỡng chế hủy hoại nhà cửa của chúng tôi là sau khi Tất Thành Cang về đó và gây ra tranh chấp khốc liệt kể từ lúc đó đến hiện nay. Đây là hình ảnh bắt ông Tất Thành Cang để cảnh cáo những đồng chí chưa bị lộ. Vụ bắt Tất Thành Cang xảy ra trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam đang nhốn nháo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng diễn ra vào tháng 1 năm 2021. Đại hội Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất việc ông Nguyễn Phú Trọng muốn loại bỏ một nhóm lợi ích mà ông cho rằng khó chịu. Vào sáng ngày 14 tháng 12, hai ngày trước khi bắt ông Cang, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 14 của khóa 12 đã khai mạc tại Hà Nội. Đây như một lời nhắn của Nguyễn Phú Trọng với những nhân vật sắp mới được cơ cấu rằng tôi sẽ làm mạnh tay như thế này. Và quả thật, ông Trọng đã làm thật. Ông huy động một lực lượng công an để thanh lọc. Và câu hỏi tiếp theo là vì sao ông Nguyễn Phú Trọng phải ôm đồm hai tay hai việc đến như thế? Như vậy, trên mặt trận bẻ củi đốt lò, ông Nguyễn Phú Trọng đang làm song song hai việc. Việc thanh trừng nhóm lợi ích Sài Gòn và việc thứ nhì là thanh lọc người trong danh sách cơ cấu cho Đại hội 13. Như vậy thì làm sao ông Nguyễn Phú Trọng làm nổi? Thực ra thì ông Nguyễn Phú Trọng đã phân công và phân nhiệm vụ người làm thay. Vấn đề đánh vào nhóm lợi ích ở Sài Gòn thì ông Nguyễn Phú Trọng giao cho tay chân thân tín của ông. Đó chính là ông Nguyễn Văn Nên thực hiện. Và qua mấy ngày vừa qua cho thấy ông Nguyễn Văn Nên làm tốt công việc được giao. Và việc thứ nhì là rà soát hồ sơ cá nhân của nhân sự cho Đại hội 13 sắp tới, ông Nguyễn Phú Trọng giao cho Tô Lâm. Việc của Nguyễn Văn Nên trông có vẻ ổn, nhưng việc của Tô Lâm thì không thấy tính khả thi. Tuy nhiên, nhiệm vụ nào cũng có cái khó của nó. Đối với Tô Lâm thì khối lượng công việc rất lớn trong thời gian khá ngắn. Còn đối với Nguyễn Văn Nên
là thế lực, Lê Thanh Hải và thành viên trong nhóm lợi ích của ông ta quá mạnh, nên liệu ông nên có làm việc hay không và liệu hiệu quả của nó như thế nào vẫn làm câu hỏi bỏ ngỏ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng muốn ép cánh miền Nam. Đây là một trong đại hội có thể nói cuối cùng của Nguyễn Phú Trọng. Ông muốn mọi thứ hoàn hảo theo ý muốn của ông, dường như trước khi ông rời chính trường về hưu. Ông cũng muốn có những nhân sự chưa lộ mà không phải phe cánh của ông, không có đường vào trung ương, vừa muốn triệt hạ cánh miền Nam. Và vụ bắt Tất Thành Cang được chọn ở thời điểm này có thể là một thông điệp gián tiếp cho thấy điều đó. Chẳng phải tự nhiên khi từ năm 2018 ông Cang đã bị kỷ luật mà đến giờ đương sự mới bị bắt. Đó là một tín hiệu cho thấy ông Trọng vừa răn đe vừa làm thật và tấn công vào cánh miền Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D ngày hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020 với bản tin Cho công an thẩm tra hàng trăm nhân sự các cấp, Nguyễn Phú Trọng muốn điều gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.